Hi Auntie, Canada mới announce Canada Emergency Business Account. Cái program này sẽ cung cấp cái những loans interest fee là cho mượn tiền đến 40.000 đồng mà không có trả tiền lời, không tính tiền lời cho các doanh nghiệp nhỏ và non-profit. Loan này để giúp anh chị trả tiền chi phí của công ty trong thời gian mà anh chị mất tiền thu nhập, cái số tiền thu nhập bị giảm. Để đủ điều kiện, các công ty sẽ cần chứng minh rằng là đã trả từ 50.000 đến 1 triệu đồng tổng số tiền payroll, tổng số tiền lương trong năm 2019. Nếu như anh chị trả cái số tiền này trước 31 tháng 12 năm 2022 thì có thể giảm được cái số tiền loan đến 25%. 25% là 10.000 đồng dollars. So, nếu như anh chị mượn 40.000 thì anh chị cần chỉ trả lại cái số 30.000 đồng lại thôi. Ok, so information sẽ tiếp tục thay đổi và sẽ tiếp tục ra thêm. Nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết sau khi có thêm information thì anh chị bấm nút subscribe, cái nút ở phía dưới bên tay trái của em. Rồi nếu như em có thông tin mới gì thì em sẽ cho anh chị biết liền. Ok, thanks for watching.